chia lại cho các cổ đông tùy thuộc vào cái sở hữu cổ phần của họ ha, là nhiều hay ít, thì cái tiền chia lại nó sẽ là nhiều hay ít, thì tùy vào cái tài chính của cái doanh nghiệp sau khi giải thể. Còn nếu mà cái doanh nghiệp, đương nhiên là doanh nghiệp mà cổ phần, cái công ty cổ phần mà phá sản giải thể, trừ đi các khoản nợ mà cũng không còn nguồn dư, thì đương nhiên là cũng sẽ không có cái sự chia chác cái tỷ lệ này ha, về tài sản lại cho cái cổ đông. Về cái đối với cái cổ phần ưu đãi biểu quyết và những cái quyền của cái cổ đông ưu đãi biểu quyết, hồi nãy mình nói là đối với cái cổ phần ưu đãi thì nó có thể ưu đãi về nhiều cái hình thức khác nhau. Ở đây đầu tiên là việc ưu đãi về cái quyền biểu quyết, thì đây là những cái cổ phần mà có cái số phiếu biểu quyết nó sẽ nhiều hơn so với cái cổ phần phổ thông. Thì mỗi một cái cổ phần phổ thông thì các bạn sẽ thấy nó sẽ theo cái điều lệ của công ty, thì mỗi một cái cổ phần cổ đông, mỗi một cái cổ phần thì nó sẽ có một tương ứng với một cái phiếu biểu quyết nhất định. Có thể là một cái cổ phần nó sẽ tương ứng với một phiếu biểu quyết, hoặc là hai phiếu biểu quyết, hoặc là ba phiếu biểu quyết ha. Còn đối với những cái cổ phần mà ưu đãi thì chắc chắn là cùng với một cái giá trị cổ phần như vậy, nhưng mà cái phiếu biểu quyết tương ứng nó sẽ nhiều hơn. Ví dụ là cùng là một cái cổ phần là 100 triệu đi, thì cái số biểu quyết của các bạn có thể là nhiều hơn là 100 triệu của cái cổ phần phổ thông ha. Rồi quyền biểu quyết sẽ theo cái quy định của đại hội đồng cổ đông ha, và quyền những cái quyền khác về nó sẽ tương ứng với cái cổ đông phổ thông. Còn đối với cái quyền mà biểu quyết, những cái người mà nắm giữ cái cổ phần mà ưu đãi, thì cái quyền biểu quyết của họ sẽ được quy định, cái vấn đề mà ưu đãi đó nó sẽ được quy định theo cái đại hội đồng cổ đông của công ty người ta quy định. Rồi với có một cái điểm khác biệt là cái cổ đông mà sở hữu cái cổ phần ưu đãi biểu quyết thì sẽ không được chuyển nhượng cái cổ phần đó cho người khác ha, và chỉ được chỉ có những cái tổ chức mà được chính phủ ủy quyền cũng như là những cái cổ đông sáng lập thì mới được nắm giữ cái cổ phần ưu đãi biểu quyết. Và cổ phần mà ưu đãi biểu quyết của những cái cổ đông mà sáng lập doanh nghiệp thì chỉ có hiệu lực là trong 3 năm và kể từ khi mà được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, và sau cái thời hạn đó thì cái cổ phần mà ưu đãi biểu quyết này sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông nha. Vì vậy thì ưu đãi thì nó cũng có một cái giới hạn về thời gian thôi, chứ không phải là bạn sở hữu cái cổ phần ưu đãi đó nó sẽ là suốt đời thì không có, là suốt đời doanh nghiệp không có ha. Người ta chỉ phát những cái cổ phần ưu đãi này trong cái thời gian đầu mà doanh nghiệp mới thành lập, để người ta có thể thu hút cái vốn đầu tư cũng như là các cá nhân, những cái doanh nghiệp mà những cái tổ chức mà người ta đầu tư nhiều thì người ta có thể sẽ được cho một số cái cổ phần ưu đãi. Rồi đối với cái cổ phần mà ưu đãi về cổ tức và cái quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức, thì những cái cổ phần mà được quy định về cái việc ưu đãi về cổ tức thì những cái cổ phần này sẽ được trả cái cổ tức với cái mức cao hơn so với cái mức cổ tức mà một cái cổ phần phổ thông, hoặc là cao hơn cái mức ổn định hàng năm mà các doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức cho cái cá nhân sở hữu, những cái tổ chức sở hữu. Thì cổ tức
có nghĩa là những cái lợi nhuận ròng của doanh nghiệp mà sau khi người ta trừ đi các khoản chi phí, các khoản chi phí thì cái lợi nhuận ròng đó người ta sẽ chia cho các cổ đông theo hàng năm. Và những cái người mà sở hữu cái cổ phần ưu đãi về cổ tức thì cái phần chia cho mỗi cái cổ phần này nó sẽ cao hơn, ha, nó sẽ nhiều hơn so với những cái cổ phần phổ thông khác. Và những tuy nhiên thì đối với những cái cổ đông mà sở hữu cái cổ phần ưu đãi về cổ tức này á, thì người ta sẽ không có quyền biểu quyết, cũng như là người ta sẽ không được dự họp những cái đại hội đồng cổ đông, hoặc như là đề cử những cái ban kiểm soát hoặc là hội đồng quản trị vân vân. Và cổ tức được chia hàng năm thì có thể là cổ tức cố định hoặc là cổ tức thưởng được ghi vào cái cổ phiếu của mỗi người ha, của mỗi một cái tổ chức người ta sở hữu một cái cổ phiếu sở hữu, thì quyền của cái cổ đông sở hữu sẽ là nhận cổ tức theo cái quy định, cũng như là nhận cái phần tài sản còn lại tương ứng khi mà công ty giải thể phá sản, và đương nhiên là nhận lại khi mà công ty người ta không bị lỗ gì hết ha, người ta còn dư một khoản sau khi giải thể thì người ta chia lại theo cái cổ phần. Còn nếu mà người ta còn đang mà bị phá sản mà còn nợ nần nữa, đương nhiên người ta sẽ không chia gì hết ha. Và những cái quyền khác thì cũng giống như cái cổ đông phổ thông. Rồi cổ phần mà ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi hoàn lại thì là những cái cổ phần sẽ được công ty hoàn lại vốn theo yêu cầu của người sở hữu, hoặc là theo những cái điều kiện được ghi tại cái cổ phiếu ha, cổ phần ưu đãi hoàn lại. Và những cái cổ đông sở hữu cái cổ phần này thì nó cũng sẽ có quyền hạn như là cổ đông phổ thông, và không những cái cổ đông này thì cũng sẽ nhận những cái ưu đãi về hoàn lại, thì sẽ họ sẽ không có quyền biểu quyết cũng như là đề cử vào cái hội đồng quản trị ha. Thì đối với những cái cổ đông mà sáng lập công ty cổ phần thì những cái cổ đông này có thể sở hữu những cái cổ phần phổ thông. Thì công ty cổ phần mới thành lập thì người ta quy định thì phải có ít nhất là 3 cổ đông sáng lập thì mới có thể thành lập một cái công ty cổ phần. Và khi mà công ty cổ phần mà thực chất là đã từ được chuyển đổi, là từ một cái doanh nghiệp khác chuyển đổi thành cái công ty cổ phần, thì người ta sẽ không có cần phải có cái cổ đông sáng lập ha. Còn nếu mà doanh nghiệp lập mới hoàn toàn thì cái công ty cổ phần phải có 3 cái cổ đông. Còn nếu mà cái doanh nghiệp của các bạn là chuyển đổi từ một cái loại hình xe khác sang cái loại hình là công ty cổ phần thì mình không nhất thiết phải có cái cổ đông sáng lập nha. Và nếu mà trong cái trường hợp đó thì mình cái điều lệ của những cái điều lệ của công ty thành lập của cổ đông công ty cổ phần mà được chuyển đổi ha, thành lập này nè, từ cái việc chuyển đổi thì cũng cần phải có điều lệ công ty, và cái điều lệ công ty thì phải sẽ có cái chữ ký của cái người đại diện theo pháp luật và hoặc là các cổ đông phổ thông của công ty ha. Rồi các cổ đông sáng lập thì khi mà thành lập một cái công ty cổ phần thì những cái cổ đông sáng lập này phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất là 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại cái thời điểm đăng ký doanh nghiệp thì mới gọi là cái cổ đông sáng lập ha. Và phải sở hữu ít nhất là 20% cái tổng số cái cổ phần phổ thông. Và trong cái thời hạn 3 năm kể từ khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì cổ đông về sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cái cổ phần của mình, và chỉ được chuyển nhượng cái cổ phần này cho những cái người cổ đông thông thường ha, chứ không được chuyển nhượng cho những cái cổ đông sáng lập khác ha, không được chuyển nhượng cái cổ phần cho những cái cổ đông sáng lập khác. Và cái điều này cũng phải có cái sự đồng ý của đại hội đồng cổ đông nha. Thì
Thì ngoài ra thì công ty cổ phần cũng có thể phát hành những cái cổ phiếu. Thì cái cổ phiếu là những cái chứng chỉ mà do công ty cổ phần phát hành, và hoặc là những cái dữ liệu về điện tử, không phải là giấy không mà có thể là bằng điện tử cũng được ha, để xác nhận về cái quyền sở hữu một hoặc là một số những cái cổ phần của công ty, một số cái cổ phần của công ty. Thì trên cái cổ phiếu người ta sẽ đề cái thông tin rõ ràng về giá trị của cái cổ phiếu này, nó là bao nhiêu cổ phần ha, tương ứng với bao nhiêu cổ phần, với giá trị là bao nhiêu tiền, và cái người sở hữu là ai, và công ty phát hành là ai vân vân, là công ty nào vân vân ha. Người ta sẽ đề rõ cái cổ phiếu trên cái thông tin trên cái cổ phiếu. Và còn trái phiếu thì cái công ty cổ phần cũng có thể phát hành một cái loại hình khác gọi là trái phiếu, và có thể thì đối với những cái công ty cổ phần mà phát những cái phát hành những cái trái phiếu để có thể gọi là huy động vốn vân vân ha, thì trái phiếu này sẽ được, nếu được chuyển đổi thành cổ phần thì phải thực hiện cái việc mà đăng ký cái vốn điều lệ nó thay đổi trong vòng 10 ngày từ kể từ khi mà mình hoàn thành cái việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần ha. Về trả cổ tức thì trả cổ tức ở đây thì mình cũng sẽ cổ tức sẽ được trả cho những cái cổ phần ưu đãi theo cái quy định riêng cho mỗi cái cổ phần ưu đãi ở mỗi một cái doanh nghiệp, mỗi một cái công ty cổ phần thì người ta sẽ có những cái quy định về trả cổ tức tương ứng với những cái cổ phần khác nhau ha. Còn đối với cái cổ phần mà trả cho cái cổ tức mà mình được trả cho cái cổ phần phổ thông thì nó sẽ xác định tùy thuộc vào cái lợi nhuận ròng và của doanh nghiệp, và trích từ cái nguồn lợi nhuận của giữ lại của doanh nghiệp ha. Thì nó đối với cái cổ phần phổ thông thì mình sẽ trả theo cái lợi nhuận, theo cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Năm nào doanh nghiệp có lợi nhuận cao thì doanh nghiệp trả nhiều, còn năm nào doanh nghiệp có lợi nhuận thấp ha, doanh số thấp, lợi nhuận thấp thì người ta sẽ trả cổ tức thấp. Còn đối với cái cổ tức mà trả cho cái cổ phần ưu đãi thì nó sẽ có những cái quy định riêng của mỗi cái doanh nghiệp, và có thể nó không phụ thuộc vào cái lợi nhuận ròng hàng năm của doanh nghiệp. Rồi, cổ tức thì có thể được chi trả bằng cả tiền mặt hoặc là bằng cái cổ phần. Có nghĩa là doanh nghiệp có thể không trả bằng tiền mặt mà trả cái lợi nhuận này cho những cái đối tượng bằng những cái cổ phần, quy ra thành cổ phần, hoặc là bằng những cái tài sản khác theo quy định theo trong cái điều lệ của công ty ha. Và cổ tức thì phải được thanh toán đầy đủ trong cái thời hạn là 6 tháng kể từ ngày mà mình kết thúc cái cuộc họp về đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, thì mình phải trả trong vòng 6 tháng, phải trả cái lợi nhuận của năm trước đó cho các tổ chức cá nhân sở hữu về cái cổ phần. Về cái cơ cấu tổ chức của các công ty cổ phần thì các công ty cổ phần thì sẽ có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai cái loại hình sau. Thì nó cũng gần như là tương tự nhau thôi, chỉ khác là một loại hình thì nó có thêm cái ban kiểm soát ha. Bên cạnh cái hội đồng quản trị thì cũng sẽ có một cái ban kiểm soát để thanh tra giám sát những cái hoạt động của doanh nghiệp. Thì những cái trường hợp mà những cái doanh nghiệp có ít nhất là 20% cái thành viên của hội đồng quản trị là những cái thành viên độc lập
và có những cái ủy ban kiểm toán trực thuộc cái hội đồng quản trị thì mình sẽ không cần phải thành lập cái ban kiểm soát. Còn đối với những cái công ty cổ phần mà có dưới 11 những cái cổ đông và các cổ đông là những cái tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì bắt buộc phải có cái ban kiểm soát riêng của doanh nghiệp ha. Và ở đây thì cái chủ tịch hội đồng quản trị hoặc là giám đốc, tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty trong các hoạt động về kinh doanh. Thì nhắc lại một lần nữa là đối với những cái loại hình mà không có cái ban kiểm soát thì nó sẽ áp dụng cho những cái trường hợp mà những cái doanh nghiệp, công ty cổ phần mà nó có ít nhất là 20% những cái thành viên của cái hội đồng quản trị là những cái thành viên độc lập để có thể thực hiện được những cái hoạt động về giám sát, và phải có cái ủy ban kiểm toán thì còn gọi là cái ban gọi là cái ban kiểm soát ha, ban kiểm toán nội bộ và trực thuộc cái hội đồng quản trị ha. Người ta không thể là một cái ban kiểm soát riêng, nhưng mà nó sẽ có một cái ủy ban về kiểm toán về nội bộ để có thể thực hiện những cái hoạt động về kiểm tra, giám sát và kiểm toán các giấy tờ tài chính liên quan. Về đại hội đồng cổ đông thì đại hội đồng cổ đông nó sẽ là ở trong cái cuộc họp đại hội đồng cổ đông thì đây là một cái cơ quan mà có quyết định cao nhất của công ty cổ phần, và tất cả những cái cổ đông thì đều có quyền biểu quyết trong những cái cuộc họp của đại hội đồng ha. Và trong cái đại hội đồng này người ta cũng sẽ thực hiện những cái hoạt động về bầu hoặc là miễn nhiệm, bãi nhiệm cái hội đồng quản trị cũng như là kiểm soát viên. Và cái cuộc họp của đại hội đồng cổ đông thì thường diễn ra là thường kỳ và một năm diễn ra một lần, hoặc là có thể là có những cái cuộc họp bất thường do những cái cổ đông người ta yêu cầu thì cũng có những cái hội đồng cái cuộc họp bất thường nha. Còn thường niên thì thường là một năm sẽ diễn ra một lần. Về cái hội đồng quản trị thì hội đồng quản trị thì sẽ có nhiệm vụ là sẽ bầu hoặc là bãi nhiệm, miễn nhiệm cái chủ tịch hội đồng quản trị và chấm dứt hoặc là bổ nhiệm đối với giám đốc và tổng giám đốc để kiểm soát quản lý các hoạt động của công ty. Và thành viên của cái hội đồng quản trị thì từ 3 cho đến 11 người, và thường là cái nhiệm kỳ nó cũng sẽ không quá 5 năm, và nhiệm kỳ ở đây thì đối với công ty cổ phần là nó sẽ không có giới hạn ha. Nếu tất cả những cái thành viên hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì sẽ những cái người này cũng sẽ vẫn tiếp tục là cái thành viên của hội đồng quản trị cho đến khi mà bầu được một cái hội đồng quản trị mới ha. Rồi đối với cái chủ tịch hội đồng quản trị thì chủ tịch hội đồng quản trị sẽ có nhiệm vụ là bầu một cái thành viên của hội đồng quản trị làm cái hội đồng quản trị sẽ bầu một cái thành viên trong hội đồng để làm chủ tịch cái hội đồng quản trị. Và đối với những cái lần trước mình cũng đã nói rồi ha, những cái công ty cổ phần mà do nhà nước nắm giữ trên 50% cái tổng số phiếu biểu quyết thì cái chủ tịch hội đồng quản trị ở cái công ty cổ phần này sẽ không được kiêm nhiệm giám đốc và tổng giám đốc. Về giám đốc thì hoặc là tổng giám đốc thì sẽ do hội đồng quản trị người ta bổ nhiệm hoặc là người ta thuê và đại diện theo pháp luật để thực hiện những cái hoạt quản lý những hoạt động của doanh nghiệp và có nhiệm kỳ không quá 5 năm.
và nhiệm kỳ cũng không có giới hạn. Còn đối với ban kiểm soát thì ban kiểm soát ở đây cũng có quy định là sẽ từ 3 đến 5 thành viên và nhiệm kỳ là không quá 5 năm. Tuy nhiên thì khác với cái doanh nghiệp nhà nước thì những công ty cổ phần thì có số cái ban kiểm soát thì cái số nhiệm kỳ của họ sẽ không có giới hạn. Và những cái ban kiểm soát này thì sẽ bầu một cái người làm trưởng ban kiểm soát từ những cái người kiểm soát viên. Và những cái người trưởng ban kiểm soát phải là những cái người có cái chuyên môn về cái kiểm toán hoặc là kế toán, làm việc trong những cái lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp ha, phải có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp theo là loại hình về công ty hợp danh. Thì công ty hợp danh thì nghe cái tên thì các bạn cũng biết là cái công ty này nó sẽ có ít nhất là hai cái thành viên làm chủ sở hữu chung của công ty và cùng nhau kinh doanh dưới một cái tên chung, hay còn gọi là thành viên hợp danh ha. Thì ngoài những cái thành viên hợp danh có nghĩa là hợp tác để thực hiện hợp tác thì kinh doanh dưới một cái tên chung đó, thì ngoài những cái doanh nghiệp, những cái thành viên hợp danh thì công ty này cũng có thể có thêm những cái thành viên góp vốn khác ha, những cái thành viên góp vốn khác. Thì cái thành viên hợp danh ở đây người ta quy định phải là những cái cá nhân và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ những cái tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thì công ty hợp danh thì cũng sẽ có cái tư cách pháp nhân và cũng giống như các loại hình về công ty trách nhiệm hữu hạn vân ha, thì mình cũng sẽ đây là loại hình mà không được phát hành bất kỳ một cái loại về chứng khoán nào của doanh nghiệp. Thì ở đây vì là hai thành viên hợp danh, vì vậy thì các thành viên hợp danh cũng như là những cái thành viên góp vốn thì phải góp đủ và đúng hạn đối với số vốn mình đã cam kết. Và nếu mà mình cam kết góp mà không góp đủ với cái điều mà mình cam kết mà gây thiệt hại cho công ty thì phải bồi thường ha, phải có trách nhiệm bồi thường và coi như đó là một cái khoản nợ đối với công ty và có thể là bị khai trừ ra khỏi công ty đối với cái thành viên là góp vốn nếu mà mình góp vốn không đầy đủ ha. Và đối với những cái thành viên mà đã góp vốn đầy đủ rồi thì mình cũng có trách nhiệm là phải cấp cái giấy chứng nhận cái phần góp vốn đó cho những cái thành viên tham gia ha, góp vốn tham gia. Thì có những cái hạn chế đối với cái thành viên hợp danh là những cái thành viên này sẽ chỉ là liên kết với nhau để cùng kinh doanh với một cái tên riêng. Vì vậy thì những cái thành viên hợp danh này sẽ không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác. Và không được kinh doanh cùng ngành nghề kinh doanh của công ty đó để có thể tư lợi hoặc là phục vụ cái lợi ích tổ chức cá nhân khác, và không được quyền chuyển một phần hoặc là toàn bộ cái vốn mình góp tại công ty cho người khác nếu mà không được sự chấp nhận của những cái thành viên hợp danh còn lại. Vì vậy thì mình đã góp danh góp vốn vào cái công ty hợp danh rồi thì mình sẽ không được kinh doanh những cái ngành nghề cùng với cái công ty đó ha, cùng với cái loại hình công ty mình đang hợp danh, hoặc là mình cũng không được chuyển những cái phần vốn này cho những cái đối tượng khác, những cái đối tượng khác
mà nếu không có được sự chấp nhận của những cái thành viên hợp danh còn lại trong công ty ha. Thì về cái cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh, ở đây mình sẽ thấy là nó gồm có là hội đồng thành viên và chủ tịch hội đồng thành viên, có thể là kiêm giám đốc hoặc tổng giám đốc, và thêm những cái kiểm sát viên cũng là cái hội viên, họ cũng là thành viên của hội đồng ha. Thì về hội đồng thành viên là nó sẽ bao gồm tất cả những cái thành viên của công ty, và nó sẽ là quyết định, cái hội đồng thành viên này sẽ có quyền quyết định tất cả những cái công việc kinh doanh của công ty và những cái vấn đề của công ty, ví dụ như là chiến lược phát triển nè, hoặc là thay đổi điều chỉnh về cái điều lệ của công ty, hoặc là tiếp nhận thêm những cái thành viên mới, hoặc là chấp nhận những cái thành viên hợp danh mới, hoặc là sự kết thúc sự rút của một cái thành viên hợp danh nào đó ra khỏi công ty vân vân. Thì những cái vấn đề này thì đều phải được hội đồng thành viên thông qua với ít nhất là 3/4 cái tổng số thành viên hợp danh người ta tán thành. Khi người ta tán thành thì mình mới được quyền thực hiện những cái vấn đề quan trọng này. Và quyền tham gia biểu quyết của những cái thành viên góp vốn sẽ được thực hiện theo theo quy định của điều lệ công ty. Thì đối với những cái vấn đề khác mà tương đối gọi là không có cấp thiết và quan trọng bằng, thì những cái vấn đề khác cũng sẽ được thông qua bởi hội đồng thành viên mình. Nhưng mà chỉ cần cái tỷ lệ là 2/3 tổng số thành viên nó hợp danh tán thành thì những cái vấn đề khác thì sẽ được thông qua ha. Thì cái việc điều hành trong kinh doanh của công ty hợp danh thì vì là công ty từ sự kết hợp của các đối tượng với nhau ha, các cá nhân với nhau, vì vậy thì các thành viên hợp danh đều là những cái người sẽ đại diện theo pháp luật của công ty và sẽ tổ chức cái việc điều hành hoạt động của công ty. Cái quyền hạn nó cũng sẽ trước pháp luật thì nó là như nhau ha. Còn những cái quyết định sẽ của công ty hợp danh thì sẽ được thông qua theo cái nguyên tắc mà mình thấy vừa rồi, đó là cái nguyên tắc mà đa số chấp nhận, có nghĩa là phải được 2/3 hoặc là 3/4 các thành viên hợp danh cùng đồng ý thì mới thông qua các quyết định của công ty được. Và những cái hoạt động của những cái thành viên hợp danh thì đương nhiên là ngoài cái hoạt động của doanh nghiệp này, hợp danh này, thì người ta còn có những cái hoạt động ở những cái công ty, những cái lĩnh vực khác vân vân. Thì những cái hoạt động mà ngoài phạm vi của công ty hợp danh thì người ta sẽ không chịu trách nhiệm ha. Thì công ty không chịu trách nhiệm với những cái hoạt động của những cái thành viên hợp danh mà ngoài cái phạm vi hoạt động của công ty. Rồi về cái đặc điểm tiếp theo thì đó là cái loại hình cuối cùng mà mình sẽ nói ở đây, đó là cái doanh nghiệp tư nhân. Thì doanh nghiệp tư nhân có đặc điểm ở đây thì mình cũng nói, đó là doanh nghiệp sẽ được thành lập bởi một cái cá nhân, người ta sẽ làm chủ và người ta sẽ tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ những cái tài sản của mình trong cái hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy thì cái doanh nghiệp tư nhân nó sẽ không có xem là nó không có cái tư cách pháp nhân ha, mà người cá nhân làm chủ nó sẽ chịu toàn bộ bằng cái tài sản cá nhân của mình.
cho cái hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi một cái cá nhân thì đều có quyền thành lập một cái doanh nghiệp tư nhân, và doanh nghiệp tư nhân cũng sẽ không được phát hành bất kỳ một cái loại chứng khoán nào, và doanh nghiệp tư nhân thì không được quyền góp vốn để thành lập cũng như là mua cổ phần của những cái công ty hợp danh hoặc là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc là cái công ty cổ phần khác. Về cái vốn đầu tư của doanh nghiệp thì vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân thì do chủ doanh nghiệp người ta tự đăng ký, và chứ không phải là giống những cái loại hình khác là cái vốn đầu tư, cái vốn điều lệ là do cái sự góp từ nhiều cái thành phần, nhiều cái tổ chức, nhiều cái cá nhân người ta góp lại thành một cái vốn điều lệ. Và vốn điều lệ này nó sẽ thay đổi theo cái sự góp. Tuy nhiên thì còn đối với doanh nghiệp tư nhân thì cái vốn đầu tư nó sẽ theo cái chủ ý của cái người chủ doanh nghiệp, hay người ta muốn đăng ký cái doanh nghiệp của mình với cái vốn đầu tư là bao nhiêu, tùy vào cái khả năng của họ. Rồi trong cái quá trình hoạt động thì chủ doanh nghiệp người ta có thể có quyền tự ý tăng hoặc là giảm vốn đầu tư của mình tùy thuộc vào cái tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ha. Và chủ doanh nghiệp tư nhân thì đương nhiên người ta sẽ có toàn quyền quyết định đối với tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, không cần phải thông qua một cái hội đồng gì hết ha, một cái hội đồng, tại vì họ tự ra tiền thì họ tự làm chủ, họ tự quyết định. Và chủ doanh nghiệp tư nhân thì sẽ trực tiếp hoặc là có thể thuê người khác để làm giám đốc hoặc là tổng giám đốc, hoặc là tự bản thân họ làm giám đốc cũng được, và điều hành các hoạt động kinh doanh ha, tùy vào cái mô hình kinh doanh của họ là lớn hay là nhỏ, để người ta có thể tự quản lý hoặc là thuê người quản lý. Thì người ở doanh nghiệp tư nhân thì người chủ sẽ là người đại diện theo pháp luật của cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Và đối với cái doanh nghiệp tư nhân thì cái người chủ doanh nghiệp có quyền cho thuê toàn bộ cái doanh nghiệp của mình. Đây là một cái đặc điểm nó khác với những cái doanh nghiệp khác ha. Những cái loại hình doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp tư nhân cũng giống như một cái tài sản, một cái tài sản riêng mà mình có thể cho thuê ha. Thì trong cái thời hạn mà doanh nghiệp mình cho thuê cái doanh nghiệp của mình thì người chủ cái doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách mình là chủ sở hữu ha. Vì vậy thì cái việc mà cho thuê này mình cũng phải suy tính, cũng như là mình phải xem xét một cách kỹ lưỡng, phải tin cậy thì mình mới cho thuê cái doanh nghiệp của mình. Tại vì trong cái quá trình hoạt động của doanh nghiệp thì mình vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tất cả những cái hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy thì nếu mà doanh nghiệp có vấn đề về nợ thuế, nợ vân vân, và người thuê người ta bỏ trốn vân vân, thì người chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm và chi trả cho những cái khoản này ha. Vì vậy thì cần phải có cái sự xem xét kỹ lưỡng trước khi mà mình cho thuê doanh nghiệp. Rồi bán doanh nghiệp thì đương nhiên là doanh nghiệp nếu mà có những cái trường hợp mà doanh nghiệp mình là người chủ doanh nghiệp, người ta có quyền bán cái doanh nghiệp của mình, và đương nhiên là tất cả những cái khoản nợ cũng như là những cái nghĩa vụ mà tài sản phát sinh trong cái quá trình mà mình làm chủ cái doanh nghiệp thì mình cần phải có cái nghĩa vụ và trách nhiệm phải hoàn thành những cái khoản nợ, những cái nghĩa vụ này, kể cả khi mình đã bán cái doanh nghiệp của mình rồi thì mình cũng phải chịu trách nhiệm về những cái khoản nợ, nghĩa vụ mà trước đó, trước khi bán cái doanh nghiệp của mình mắc phải, thì mình phải chịu trách nhiệm ha. Rồi và người mua thì người ta sẽ đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Thì
Trong cái trường hợp mà bán thì các bạn cũng biết là khi mà mình vận hành một cái doanh nghiệp tư nhân, làm chủ một cái doanh nghiệp tư nhân thì mình cũng sẽ ký hợp đồng với nhân viên của mình ha, với đối tác vân vân. Thì trong quá trình hoạt động mình bán cái doanh nghiệp đi, thì khi mà người mua, cái những người chủ mới của doanh nghiệp, người ta cũng phải tuân thủ theo những cái pháp luật về những cái hợp đồng lao động mà người chủ trước của doanh nghiệp người ta đã ký kết, nên phải tuân theo những cái quy định về những cái hợp đồng đã được ký kết trước đó. Về cái loại hình cuối cùng thì mình nói rằng đây là một cái hình thức là nhóm công ty. Thì cái hình thức nhóm công ty này nó không phải là một cái loại hình doanh nghiệp, cũng như là không có tư cách pháp nhân và không có đăng ký thành lập theo cái quy định của cái luật doanh nghiệp năm 2020. Thì một cái nhóm công ty ở đây nó chỉ mang tính chất là một cái nhiều cái công ty mà nó có cái mối quan hệ với nhau thông qua cái sở hữu về cổ phần, về góp vốn hoặc là những cái liên kết khác. Và mình thường thấy cái loại hình ở đây là những cái tập đoàn về kinh tế hoặc là tổng công ty, thì nó sẽ có nhiều những cái công ty con. Trong những cái công ty con này thì có những công ty nó sẽ có loại hình là trách nhiệm hữu hạn, có công ty nó có loại hình công ty cổ phần, nhưng mà nó thuộc một cái tập đoàn chung, một cái tổng công ty mẹ chung, thì người ta gọi là cái nhóm công ty thôi ha. Chứ mình cũng không cần phải thành lập một cái nhóm công ty gì hết, nên người ta không có quy định về cái việc thành lập một cái nhóm công ty. Chỉ là mỗi một cái công ty con thì người ta sẽ có những cái loại hình khác nhau và người ta gộp lại thành một cái tập đoàn kinh tế vậy thôi ha. Thì ở đây các bạn cũng thấy, ví dụ như là tập đoàn về dược phẩm Novartis, thì một cái tập đoàn kinh tế về dược phẩm, thì ở hiện tại thì có rất nhiều là công ty con của cái Novartis. Thì trong đó có công ty về Sandro, công ty Alcon vân vân. Thì đó người ta gọi là một cái nhóm công ty ha. Thì được một cái định nghĩa, một cái khái niệm về một cái công ty mẹ hay là công ty con. Thì cái công ty được gọi là cái công ty mẹ của một cái công ty khác nếu mà cái công ty đó nó sở hữu trên 50% cái vốn điều lệ hoặc là tổng cổ phần phổ thông của một cái công ty nào con ha. Và cái quyền trực tiếp hoặc là gián tiếp bổ nhiệm đa số những cái thành viên trong hội đồng quản trị cũng như là giám đốc, tổng giám đốc của một cái công ty đó thì được gọi là công ty mẹ. Và công ty mẹ thì có quyền quyết định cũng như là sửa đổi về cái điều lệ của công ty thì được xem là cái công ty mẹ. Và các công ty con thì người ta cũng quy định là nó sẽ không có được quyền đầu tư cũng như mua cổ phần góp vốn vào các công ty mẹ. Và những cái công ty con của cùng một cái tập đoàn, của cùng một cái công ty mẹ thì sẽ không được đồng thời là mua cổ phần góp vốn lẫn nhau, sở hữu chéo lẫn nhau. Đó là những cái công ty cùng là cùng thuộc trong một cái tổng công ty nhưng mà nó phải hoạt động là hoàn toàn độc lập và không có cái sự sở hữu chồng chéo lẫn nhau giữa các công ty con. Thì đó là cái quy định ha, trong cái nhóm công ty. Thì về quyền hạn và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con thì các bạn cũng có thể về đọc thêm nha. Và một cái phần trong cái bài này mà trong giáo trình cũng hay đề cập, đó là về việc tổ chức lại, giải thể cũng như là phá sản của doanh nghiệp. Thì cái quy định này nó nằm trong cái luật doanh nghiệp 2020, nêu tại cái chương số 9 về cái điều, từ điều 198 đến điều 214 của cái luật doanh nghiệp. Thì cái này các bạn cũng về mình đọc thêm để mình biết thêm ha.
Vì cái thời gian mình cũng không có nhiều để mình có thể chia sẻ hết những cái quy định về giải thể doanh nghiệp của các bạn, thì những cái quy định này nó sẽ ghi rõ ràng trong cái luật ở cái chương số 9, nên các bạn cứ về mà đọc nha, để mình tham khảo thêm. Rồi về cái chu kỳ và cái phần cuối cùng của bài ngày hôm nay là mình sẽ muốn nói về cái chu kỳ phát triển của một cái doanh nghiệp để các bạn hiểu thêm ha. Tại mình nói rằng doanh nghiệp là một cái tổ chức sống thì nó giống như là cũng có vòng đời và có cái chu kỳ phát triển. Thì đối với cái chu kỳ phát triển của doanh nghiệp thì đầu tiên thì đương nhiên phải là có việc khai sinh ra cái doanh nghiệp đó, tạo lập, thành lập nên một cái doanh nghiệp đó. Thì việc mà thành lập cái doanh nghiệp mới thì nó sẽ cần phải có những cái yếu tố, ví dụ như là các bạn sẽ thấy rằng có những cái cơ hội để mình kinh doanh, cái doanh nghiệp của mình nó có những cái lợi thế tốt hơn những cái đối thủ cạnh tranh, hoặc là giúp mình có thể chiếm lĩnh được một phần nào đó của cái thị phần của cái thị trường, thì mình mới, đó là những cái cơ hội để mình kinh doanh và mình có thể tạo lập doanh nghiệp. Chứ còn các bạn phải có cái điểm gì đó đặc biệt hơn, hoặc là ví dụ như các bạn có cái nguồn tài chính cao hơn, các bạn có nguồn vốn tốt hơn, hoặc là các bạn có cái sản phẩm nó tốt hơn, thì các bạn mới tìm thấy cái cơ hội kinh doanh thật sự của mình và các bạn mới nghĩ đến cái việc thành lập doanh nghiệp. Còn không phải là các bạn cứ nghĩ là mình muốn lập một doanh nghiệp và mình muốn kinh doanh, mình muốn có lời mà các bạn không có một cái không tìm thấy một cái cơ hội đặc biệt, hoặc là các bạn không tìm thấy một cái lợi thế nào của mình so với những cái đối thủ khác, thì các bạn cũng không nên thành lập một cái doanh nghiệp. Cái việc này cũng giống như là các bạn muốn mở một cái nhà thuốc vậy đó ha, các bạn cũng phải xem xét kỹ về mọi mặt, nhất là cái cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp mình, thì cái cơ hội thành công của doanh nghiệp nó mới có. Còn nếu mà các bạn khơi chỉ muốn mở doanh nghiệp, chỉ muốn mở đầu tư theo cái mong muốn của bản thân thôi, chứ cũng không có suy xét kỹ càng, thì rất là khả năng rất lớn là doanh nghiệp của bạn sẽ không trụ vững ha. Và cái thứ hai nữa là hoặc là các bạn có thể thành lập một cái doanh nghiệp mới bằng cách là các bạn mua lại doanh nghiệp đã có sẵn, thì đây là các loại hình mà các bạn thấy rằng là rất nhiều những cái tập đoàn kinh tế lớn, hoặc là cái doanh nghiệp doanh nghiệp nước ngoài, hoặc là những cái doanh nghiệp tại Việt Nam mà có cái vốn, cái tiềm lực về kinh tế nó lớn, thì người ta thay vì là tự gây dựng một cái doanh nghiệp mới mất nhiều thời gian ha, thì người ta sẽ mua lại những cái doanh nghiệp nhỏ có sẵn và từ đó người ta phát triển thôi ha. Tại vì những cái ưu điểm của cái việc này là cái hình thức này, các bạn phải thấy rằng là cái cơ sở vật chất nè, các mối quan hệ khách hàng, sản phẩm thì nó đều gần như là nó đã có sẵn hết rồi, và các bạn chỉ cần là đầu tư để mở rộng cái quy mô phát triển, quy mô sản xuất này, mở rộng sản phẩm, đầu tư về sản phẩm, đầu tư để mở rộng cái khách hàng vân vân ha, cũng như là cũng sẽ giảm bớt được những cái mạo hiểm, những cái bất trắc, những cái khi mà mình start up một cái doanh nghiệp. Tuy nhiên thì với cái hình thức này thì các bạn cũng phải lưu ý đến cái việc là thường là các doanh nghiệp người ta cũng phải có sự tìm hiểu rất là kỹ về các doanh nghiệp mà sắp được thu mua ha, phải tìm hiểu kỹ về hoạt động nè, về tài chính, về những cái rủi ro đi qua đến cái doanh nghiệp mà mình sắp mua, để tránh đảm bảo cái sự thành công và tránh những cái thất, những cái rủi ro, những cái tổn hại ha. Và cuối cùng là mình có thể thừa kế một cái doanh nghiệp nào đó thì cũng là một cái hình thức để mình bắt đầu một cái doanh nghiệp, thành lập một cái doanh nghiệp mới ha. Về cái vòng đời của doanh nghiệp thì ở đây nó sẽ có bốn, thật ra thì nó cũng sẽ có bốn cái giai đoạn chính trong cái vòng đời của doanh nghiệp. Đầu tiên là cái giai đoạn khởi đầu, là doanh nghiệp mới vừa
ra thị trường, có nghĩa là mới vừa ra mắt trên thị trường đó. Thì cái đây là cái giai đoạn khởi đầu của doanh nghiệp, vì vậy thì cái cả về cái tên tuổi, cái thương hiệu, cái sản phẩm của doanh nghiệp thì vẫn chưa được biết đến. Vì vậy thì các bạn sẽ lấy cái giai đoạn này thì cái doanh số bán hàng nó khá là thấp, và cái lợi nhuận thì các bạn cũng gần như là nó ở giai đoạn này lợi nhuận gần như là âm. Các bạn là trong đây được xem là cái giai đoạn mà các bạn lỗ đó, chứ các bạn không có lời, tại vì các bạn phải đầu tư về quảng bá hình ảnh, quảng bá thương hiệu, marketing. Nhưng mà cái lượng khách hàng và cái sản phẩm bán ra thì ở giai đoạn này nó còn rất là thấp, tại vì chưa có ai biết tới. Thì tuy nhiên được xem cái giai đoạn này được xem là cái giai đoạn mà rất là khó khăn cho cái doanh nghiệp, và nó sẽ quyết định cái sự sống còn của doanh nghiệp về sau này. Còn đại đa số những cái doanh nghiệp người ta sẽ phá sản ha, nếu người ta không có những cái sự mà có chi hướng đi nó đúng đắn thì hầu như là nó sẽ đều được phá sản ở cái giai đoạn này ha, đều sẽ được giải thể ở những cái giai đoạn này. Vì vậy thì một cái lời khuyên người ta đưa ra cho cái giai đoạn này là phải nâng cao cái nhận thức của khách hàng, của những cái khách hàng về cái sản phẩm, làm sao để người ta biết về cái sản phẩm của mình càng nhiều càng tốt. Về cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, thì các bạn sẽ thấy đây là cái giai đoạn mà doanh nghiệp có tốc độ phát triển rất là cao, khi mà mọi người đã nhận ra được cái giá trị sản phẩm cũng như là cái thương hiệu của mình, và người ta luôn có một cái đối tượng khách hàng cố định hoặc là những cái đối tượng khách hàng nó nhiều hơn. Và khi người ta mua sản phẩm, người ta sẽ nhớ là tới cái sản phẩm của mình chẳng hạn ha, có nghĩa là cái độ phủ của cái sản phẩm của mình nó đã tương đối là lớn rồi đó. Thì đây là cái giai đoạn mà doanh nghiệp được xem là phát triển nhanh chóng, tốc độ phát triển nhanh, ổn định và thu được cái lợi nhuận, bắt đầu có cái lợi nhuận do cái doanh số bán hàng nó cao, sản phẩm bán ra nhiều, lợi nhuận nó cao do cái chi phí của mình nó cũng được giảm bớt, do mình có thể bán được nhiều sản phẩm ha, sản xuất được nhiều thì cái chi phí hoạt động nó cũng sẽ được giảm bớt. Thì cái giai đoạn phát triển của doanh nghiệp nó sẽ để doanh nghiệp phát triển tốt hơn nữa, thì người ta cũng sẽ khuyên mình là nên có những cái chính sách để mình đầu tư vào sản phẩm, đầu tư vào marketing, vào bán hàng, để mình có thể giành cái thị phần nhiều hơn, chiếm lĩnh cái thị phần nhiều hơn, thì cái giai đoạn mà phát triển của mình nó mới kéo dài được, nó mới có thể lâu dài được ha, nó mới duy trì được cái giai đoạn này nó nhiều, nó lâu. Còn cái giai đoạn tiếp theo là cái giai đoạn được xem là doanh nghiệp đã trưởng thành ha, là giai đoạn mà cái đường cong này dường như nó đi ngang, có nghĩa là lúc này khách hàng của các bạn nó đã ổn định, hàng hóa nó cũng bán ra với cái lượng ổn định, và nó không có gọi là cái tốc độ tăng trưởng của các bạn nó không còn cao như cái giai đoạn ban đầu nữa, mà nó ở cái mức là ổn định đều đều. Thì cái giai đoạn này thì muốn duy trì cái giai đoạn này càng dài càng tốt, thường các doanh nghiệp sẽ duy trì cái giai đoạn này nó càng dài càng tốt. Vì vậy thì phải có những cái biện pháp để mình duy trì cái sản lượng bán hàng, duy trì cái khách hàng của mình ha, để giữ chân khách hàng và duy trì cái khách hàng của mình càng nhiều năm càng tốt. Tuy nhiên thì bất kỳ một cái doanh nghiệp nào thì nó cũng sẽ phải đối mặt với cái giai đoạn tiếp theo, đó là cái giai đoạn suy giảm. Thì dù các bạn có thể kéo dài cái giai đoạn trưởng thành, giai đoạn mà ổn định duy trì của doanh nghiệp bao lâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ tới giai đoạn mà các bạn phải đối mặt với sự suy giảm, do có sự cạnh tranh trong cái thị trường của những cái doanh nghiệp khác, những cái sản phẩm mới khác nó tốt hơn, nó tiên tiến hơn chẳng hạn, hoặc là các bạn phải có những cái biến động làm tăng cái chi phí về sản xuất,
dẫn đến các bạn có những cái tăng giá thành, giảm doanh thu vân vân, giảm doanh số bán hàng vân vân ha, thì chắc chắn sẽ bước tới cái giai đoạn mà suy giảm. Thì tới cái giai đoạn suy giảm này thì doanh nghiệp sẽ có hai cái lựa chọn. Một là người ta sẽ tiếp tục sẽ theo chiều hướng suy giảm, mà người ta sẽ tiếp tục sẽ ngừng sản xuất cái sản phẩm đó, người ta sẽ ngừng, hoặc là thậm chí có những cái doanh nghiệp người ta không có thể cạnh tranh lại thị trường, người ta có thể bị đào thải hơn, phá sản. Tuy nhiên thì phần lớn các doanh nghiệp phải tìm cách làm sao để mình có thể tránh được cái sự suy giảm này bằng cách là người ta sẽ đổi mới, hoặc là người ta sẽ đầu tư một cái sản phẩm mới, hoặc là cải tiến cái sản phẩm mơ để cho ra một cái sản phẩm mới, và người ta lại bắt đầu một cái chu trình mới cho cái sản phẩm của họ ha. Thì coi như người ta sẽ vượt qua cái giai đoạn, người ta sẽ không đi qua cái giai đoạn suy giảm, và người ta sẽ bắt đầu một cái vòng đời mới cho cái doanh nghiệp của mình, cho cái sản phẩm doanh nghiệp của mình chẳng hạn ha. Thì đó là hai cái con đường mà một doanh nghiệp người ta phải bắt buộc lựa chọn. Vì vậy thì đối với cái vòng đời của doanh nghiệp thì các bạn sẽ thấy rằng là cái quy luật phát triển của một cái sản phẩm, một cái doanh nghiệp thì đó là một cái quy luật mà mình không thể thay đổi được, một cái quy luật khách quan mà mình không thể nào thay đổi được. Vì vậy thì các doanh nghiệp chỉ có một cách là phải tôn trọng và theo những cái quy luật phát triển của cái sản phẩm, theo doanh nghiệp của sản phẩm, theo các quy luật về cái kinh doanh. Tuy nhiên thì để duy trì cái sự phát triển ổn định cũng như là sự phát triển của doanh nghiệp thì mình cũng sẽ có những cái giải pháp, những cái điều chỉnh để có thể duy trì cái sự ổn định, kéo dài cái sự phát triển của doanh nghiệp bằng cách là tùy cái giai đoạn thì mình sẽ có những cái giải pháp. Ví dụ như mình đã nói, hai giai đoạn đầu khi mà mình start up một cái doanh nghiệp thì mình phải làm sao cố gắng để có thể khẳng định cái vai trò, cái vị trí của doanh nghiệp. Có nghĩa là mình phải tăng cái nhận thức của khách hàng về nhận diện về cái sản phẩm của mình càng nhiều càng tốt ha. Và cái giai đoạn 2 là cái giai đoạn mà mình phát triển rất là nhanh. Vì vậy thì mình phải đầu tư để mở rộng cái thị phần, mở rộng cái quy mô của mình, để cái phần tăng trưởng của mình nó tốt ha, nó nhanh, nó nhiều, nó tốt. Và cái giai đoạn 3 thì cái là giai đoạn ổn định, thì mình phải duy trì cái giai đoạn này càng dài càng tốt. Và giai đoạn thứ 4 thì mình sẽ là có thể là mình kết thúc. Mình đối với một số cái sản phẩm dược, các bạn sẽ thấy là đối với cái giai đoạn này của vòng đời sản phẩm thì có nhiều công ty người ta chọn cái giải pháp là người ta sẽ không sản xuất cái sản phẩm đó nữa, người ta sẽ tập trung phát triển đầu tư những cái sản phẩm dược phẩm mới chẳng hạn ha. Hoặc là để có thể bắt đầu một cái vòng đời mới của sản phẩm cũng như là vòng đời mới cho doanh nghiệp, thì người ta cũng có thể là lựa chọn là cải tiến cái sản phẩm thuốc cũ thành một cái sản phẩm mới. Ví dụ người ta những cái thuốc mà kéo dài tác động chẳng hạn ha, hoặc là cải tiến về bào chế vân vân để cho ra một cái sản phẩm mới, và người ta lại tiếp tục một cái vòng đời mới cho cái sản phẩm của mình ha. Thì đó là những về sơ qua về các bạn về những cái vòng đời của doanh nghiệp cũng như là các giải pháp có thể đưa ra để có thể duy trì cái sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp về lâu dài. Thì cũng coi như là cái bài học ngày hôm nay mình cũng gần như là đã hoàn thành ha, về cái doanh nghiệp cũng như là các quy định về doanh nghiệp. Thì một cái slide cuối cùng thì cũng muốn tổng kết lại một số điểm cho các bạn về cái luật doanh nghiệp năm 2020. Thì cái luật doanh nghiệp năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 là một cái dự luật rất là mới, và
Tuy nhiên thì các luật của quy định trong cái luật doanh nghiệp 2020 thì phần lớn nó đều giống tương tự như là cái luật doanh nghiệp năm 2014. Nó chỉ khác biệt ở một số những cái điểm, ví dụ như là trong cái luật doanh nghiệp mới thì người ta sẽ quy định về cái mức thu cũng như là cái chế độ về thu nộp sử dụng cái phí của doanh nghiệp, nó lệ phí đăng ký doanh nghiệp nó cũng quy định nó cũng khác hơn ha, nó cũng quy định đổi mới. Rồi thêm cái đối tượng về không được thành lập doanh nghiệp thì cũng như là mình đã nói rồi ha, sẽ thêm cái đối tượng là người không có, chưa thành niên và người chưa có cái không có đủ cái hành vi dân sự. Rồi cái ở đây người ta cũng rút ngắn cái thời gian báo trước khi mà tạm ngừng kinh doanh từ năm 2021, thay vì cái thời gian báo trước là 15 ngày đối với cái luật cũ, thì đối với cái luật mới thì mình chỉ cần báo trước 3 ngày đối với những cái cơ quan quản lý về việc tạm ngừng kinh doanh của cái doanh nghiệp của mình ha. Rồi cái thay đổi về cái trình tự đăng ký thủ tục doanh nghiệp cũng như là những cái quy định về cái doanh nghiệp nhà nước mình cũng đã nói rồi ha, thay vì luật cũ quy định là 100% phải là vốn từ cái nhà nước thì mới gọi là doanh nghiệp nhà nước, thì ở đây sẽ có những cái trường hợp mà doanh nghiệp chỉ cần sở hữu chỉ cần nhà nước sở hữu 50% vốn của doanh nghiệp thì cũng gọi là cái doanh nghiệp nhà nước. Và những cái quy định về cái thông báo về mẫu, về con dấu của doanh nghiệp ha, thì cũng có những cái quy định về mới hơn một tí. Thì đó là những cái thay đổi gọi là khác biệt ha, thử sửa đổi so với cái luật doanh nghiệp năm 2014. Còn phần lớn tất cả những cái quy định thì nó đều tương tự. Thì đó là xong cái bài ngày hôm nay về cái quy định về luật doanh nghiệp cũng như là các loại hình doanh nghiệp. Thì không biết là các bạn có thắc mắc gì hay không. Còn về cái phần mà bài này thì mình sẽ up lên liền cho các bạn nha. Mình sẽ up lên liền cho các bạn nên các bạn cứ yên tâm. Dạ, cảm ơn cô. Rồi. Rồi vậy thì nếu các bạn không có thắc mắc gì nữa thì mình